Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm sữa chua túi kinh doanh. Mùa hè nắng nóng như thế này thì kinh doanh sữa chua hay là trà sữa, các loại đồ uống đều rất là chạy. Và để có thể làm được những chiếc sữa chua túi mềm, mịn, ngon mà lại không bị răm đá thì sẽ cần phải có một công thức thật chuẩn. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm sữa chua, công thức kinh doanh này để hy vọng có thể chia sẻ tới các bạn, giúp các bạn làm bán và kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nếu như các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì các bạn đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Nguyên liệu để mình làm sữa chua túi gồm có: giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nha. Đây là toàn bộ những nguyên liệu để có thể làm được những chiếc sữa chua túi. Nguyên liệu đầu tiên là bột kem béo, mình sử dụng kem béo B1 hay dùng trong pha trà sữa. Nguyên liệu thứ hai là đường cát trắng. Nguyên liệu thứ ba là sữa tươi, mình sử dụng sữa tươi không đường. Nguyên liệu thứ tư là sữa chua Vinamilk, mình cũng sử dụng loại sữa chua không đường. Nguyên liệu tiếp theo là một lon sữa đặc ông thọ, túi để đóng sữa chua, thùng đá để mình ủ sữa chua. Và mình sẽ chuẩn bị thêm 1,2 lít nước đun sôi. Giờ thì mình sẽ đi pha tất cả những nguyên liệu này. Đầu tiên là đường, tiếp theo là bột kem béo. Sau đó thì mình sẽ đổ hết một lon sữa đặc ông thọ 380g vào. Và mình sẽ đổ vào 1,2 lít nước vừa mới đun sôi xong. Sau đó thì khuấy cho tất cả những nguyên liệu này hòa tan hết. Mình sẽ nhẹ nhàng và khuấy theo một chiều. Khi kem béo, đường và sữa đặc đã tan hết, mình sẽ cho thêm sữa tươi không đường vào. Sau đó thì tiếp tục nhẹ nhàng khuấy đều theo một chiều nhất định. Và mình sẽ phải chờ cho hỗn hợp sữa này chỉ còn độ ấm khoảng tầm 40 độ thì lúc đấy mình mới cho sữa chua cái vào nhé. Các bạn có thể sử dụng nhiệt kế để đo. Sữa chua cái thì mình cũng sẽ để ở nhiệt độ phòng để cho sữa chua hết lạnh hoàn toàn. Nếu như hỗn hợp sữa mà nó nóng thì nó sẽ gây chết men. Còn nếu như hỗn hợp sữa nguội quá thì men nó lại khó hoạt động. Cho nên là các bạn phải canh nhiệt sao cho nó chuẩn. Bước này rất là quan trọng để giúp sữa chua của mình có thành hay không. Sau khi hòa tan xong hỗn hợp thì mình sẽ chuẩn bị một thùng đựng đá. Thùng đựng đá này thì mình cũng sẽ tráng qua bằng nước sôi, sau đó để khô. Và trước khi đổ hỗn hợp sữa chua vào trong thùng đá để ủ thì mình sẽ lọc qua rây để loại bỏ đi những hỗn hợp sữa hay là kem béo chưa được tan hết, thì sữa chua của mình sẽ mịn hơn. Cuối cùng thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm để bọc kín thùng đá đựng sữa chua lại. Sau đó đậy kín nắp và mình sẽ ủ sữa chua. Đây là sữa chua sau khi mình ủ 7 tiếng. Lúc này hỗn hợp sữa chua của mình đã rất là sánh, đặc và độ chua thì cũng vừa phải, khá là ngon. Các bạn có thể thấy hỗn hợp sữa chua của mình rất là mịn và sánh. Thì mình sẽ chuẩn bị túi. Ở đây thì mình sử dụng túi có kích thước là 4 x 16 để đóng sữa chua. Các bạn sử dụng những cái chai mà người ta hay dùng để đựng tương ớt, để rót vào trong túi nó dễ hơn, nó không bị đổ ra ngoài. Sau đó thì dùng dây nịt cuốn chặt chiếc sữa chua lại là được. Cách này nó khá là nhanh. Sau khi đóng hết sữa chua vào trong túi xong thì mình sẽ sử dụng một cái hộp hoặc là một cái khuôn, mình xếp những chiếc sữa chua vào. Lúc mới đầu khi cho sữa chua vào tủ thì các bạn nên xếp sữa chua thẳng đứng như thế này. Đến khi mà sữa chua đông thì mình để như thế nào cũng được. Sau đó thì mình sẽ cho sữa chua này vào trong ngăn mát nửa ngày hoặc một ngày rồi mới chuyển sang ngăn đông. Cho
cho sữa chua vào ngăn mát một ngày thì mình sẽ xếp sữa chua lên trên ngăn đông. Và khi xếp sữa chua lên trên ngăn đá thì mình sẽ lót bên dưới một miếng bìa, sau đó xếp sữa chua vào và phủ lên bên trên một cái khăn, thì mục đích là giúp sữa chua cố định, không bị chèn ép và không bị làm lạnh đột ngột. Khi cho sữa chua lên ngăn đá một ngày sau thì sữa chua của mình nó bắt đầu đông lại, các bạn đã có thể lấy ra để bán được rồi. Sữa chua sau khi mình đóng túi và cho vào trong tủ xong, chờ cho sữa chua đông thì mình sẽ cắt cho các bạn xem thành phẩm sữa chua của mình. Sữa chua này nó rất là mềm, không bị cứng. Và khi mình cắt ra thì các bạn có thể thấy là sữa chua nó rất là mịn, không hề bị răm đá nhé. Thành phẩm sữa chua mềm, mịn, thơm ngon và có độ chua vừa phải. Bạn nào đang muốn làm sữa chua kinh doanh để kiếm thêm thu nhập thì có thể tham khảo công thức làm sữa chua hôm nay mình chia sẻ. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.